giờ này em sẽ thay cái tự động cho cái đồng hồ này. Tháo nhanh. Đầu tiên là mình phải tháo xả cót ra các bác nhé. Em tháo cái tóc ra trước rồi. Đấy, máy xả cót rồi. Tháo ngựa cái này xả hết cót. Đó. Sau đó em sẽ tháo tự động ra. Em sẽ tháo tiếp tự động cái này ra. Cái tự động nó gồm cái bánh này và cái càng cua này. Đó. Thì trước kia để tháo ra thì chúng ta phải tháo hết toàn bộ cái phần máy ra. Đó. Đó. Để các bác nhìn này. Đây nó gồm cái càng cua này. Và cái bánh truyền để càng cua, cái đời sau ấy của nó rất hay bị hỏng cái bánh này các bác nhé. Cái đời sau, tức là đời này này, nó rất hay bị hỏng cái bánh này. Còn cái đời đầu Senko Nhật đời đầu ấy, nó ít khi nó hỏng cái bánh này lắm. Đó, thì em sẽ tháo cái này ra. Để tháo cái này ra thì nó có một cái cá dưới này này. Thì mình sẽ đẩy cái cá này bằng cái tu vít này này. Đẩy ngang đều hai bên đấy. Đó, giả nó ra thôi. Đó. Đấy, sau khi xong rồi ấy, thì em sẽ tra dầu mỡ vào đây các bác nhé. Em tra dầu mỡ vào đây rồi đấy. Mình lau một tí đi cho nó bớt bẩn đi. À, bớt dầu đi. Khi em tra nhiều quá. Đó, cho nó bớt dầu đi. Đấy, sau đó là em sẽ lắp cái càng cua vào. Sau đó là em sẽ lắp tiếp cái bánh nhám, à cái bánh đè lên bánh thằng cua đấy. Đó, em phải lấy ra khỏi hộp luôn. Lắp cho bác Khanh ở Phú Thọ đây. Đó, đây là cái bánh mới nhá, bác Khanh nhá. Đấy, còn bánh cũ của bác này. Đó. Đấy. Rất là cái dòng đời này nó hay bị hỏng cái bánh này lắm nhá. Đó, thì em sẽ thay cái bánh này cho bác Khanh nhỉ. Đó. Ok thôi. Đó, mình sẽ cho nó sập xuống. Chỉnh cho nó sập xuống. Quay cho nó sập xuống. Để lắp cái cá. À, cái cá của nó đây. Các bác lắp cá cẩn thận không thì nó sẽ bắn đấy. Đây, các bác đẩy vào, các bác cũng dùng cái tô vít này nhé. Các bác đẩy đều thẳng đứng cho em nhé. Thẳng đứng cho em. Được chưa? Một móng tay của mình phải giữ nhé. Cái này mình phải dùng mấy móng tay các bác nhé. Đó, em đã lắp xong cá rồi. Rất là dễ đúng không ạ? Đó, đây các bác nhìn này. Đó. Đó, quay này nó chạy được các bác nhé. Các bác thấy chưa? Đó. Bây giờ em sẽ lắp vào máy. Quay này. Đó, cái càng cua nó cử động đấy các bác. Đây là ok. Và bây giờ em sẽ lắp vào máy. Em đã tra dầu mỡ rồi các bác nhé. Này em tra dầu mỡ ra rồi nhá. Thank you.
khi đã xong rồi em sẽ thử xem cót quay chưa. Đấy, quay ok này nhá. Em sẽ lắp bánh này vào. Đó, ok. Kít mù rồi. Bây giờ em sẽ lắp cái bánh nhám vào. Trước khi lắp bánh nhám này vào, em sẽ vệ sinh cái bánh nhám này một tí. Đó, bằng cách lau đi. Lau cái răng này đi. Cái răng bánh nhám này các bác. Ok. Cái dòng này nó ít khi nó hỏng cái bánh nhám này lắm. À, các bác cứ yên tâm nhé. Đấy, em cố tình em để cái cá này nó lên trên đấy. Để tí mình gạt cái này nó xuống thôi, rất đơn giản. Đấy, nhiều bác nhìn cứ tưởng em chưa lắp vừa, thực ra là em cố tình đấy. Vì mình lắp không cần phải chỉnh nhiều. Đó. Em chưa vặn chặt đâu nhá, em mới vặn gá thôi nhá bác Khanh nhá. Đấy, sau đó là bây giờ em sẽ gạt cái này xuống. Đó, và bây giờ em sẽ bắt đầu vặn ốc vào. Đó, nó là như thế. Bây giờ em thử các bác xem nhá. Đó. Cót đã tít mù rồi nhá. Đó, các bác thấy chưa? Rồi, và bác Khanh bây giờ nhá, nhìn nhá. Em thay tự động cho bác này nhá. Bây giờ em sẽ lên tự động bằng tay này. Bác nhìn xem cái chấm này nó có chạy không nhá. Chấm này nó chạy nó ok nhá. Đấy, bác Khanh nhìn nó chạy chưa? Ok nhá bác Khanh nhá. Đấy là em đã thay xong hoàn toàn xong tự động rồi. Bây giờ em sẽ lắp càng cua là lắp tóc, lắp ngựa vào là ok thôi. Em lắp xong ngựa rồi, em sẽ kiểm tra ngựa. Ok, ngựa đá rồi. Em sẽ lắp tóc vào cho bác Khanh. Rồi, sẽ lắp tiếp cái phần ốc vào cái giữ máy. Thế bác Khanh lưu ý nhé, em không để quên con ốc nào của bác đâu nhá. Không như cái con đồng hồ này em tháo ra cho bác đấy. Con DSK đấy của bác đấy. Đấy, thợ quên hai con ốc không lắp vào đây, em lắp cho bác cái đấy nhá. Bác cứ thấy trên giấy của em còn những cái gì là máy của bác còn những cái đấy nhá. Bây giờ mình có tay cho bác nhá. Đó. Bây giờ em sẽ lắp tự động vào. Đấy, bác Khanh nhìn này này. Đấy, em lên cót này. Đấy, cót vẫn chạy nha này này. Chấm em chấm này, chạy nha. Đồng hồ này của bác Khanh. Bác Khanh ở Phú Thọ. Đây là số điện thoại đây. Đây, em đã thay cái tự động cho bác này. Cái dòng đời Senco đời này nó rất hay hỏng máy này nhá. Đời sau đấy, còn đời đầu nó ít khi nó hỏng máy này lắm. Đấy, bây giờ em sẽ lấy lại giờ cho chuẩn.
Làm cẩn thận, tại vì bác này khá xa, bác ở Phú Thọ cơ. Nên là mình làm mình là cho an toàn để bác ấy không phải gửi đi gửi lại, mà cũng yên tâm cho bác ấy, và trách nhiệm của mình cũng cao, nâng lên. Lấy đúng giờ. Đấy, cái này có thể lên có tay được nhé. Cái dòng đời sau này có thể lên có bằng tay được. Hôm nay là 31. Đấy, có tay. Đấy. Thế này em hoàn thiện xong với thay tự động cho bác Khanh rồi nhé. Bác Khanh ở Phú Thọ nhé. Đấy, chào các bác.